Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 150 cái token BIC. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start. Rồi sau đó nhập mã captcha này. Rồi tiếp tục mọi người chọn Continue. Sau đó thì sẽ join vào group Telegram. Rồi, quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Chọn join này, sau đó quay trở lại này. Follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi, bấm chọn theo dõi này. Sau đó thì sẽ retweet lại cái bài đăng này của nó. Quay trở lại bot. Tiếp tục join vào kênh quảng cáo. Rồi, mọi người chọn join này, sau quay trở lại và retweet lại cái bài đăng ở trong kênh quảng cáo nhé. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó và chọn like, sau đó retweet. Quay trở lại, chọn submit. Rồi, tiếp tục chọn donate này và nhập profiling của Twitter. Rồi tiếp tục chọn đơn, chọn yes và nhập địa chỉ ví BSC. Ở đây thì mọi người có thể lấy ở trên chất wallet hoặc MetaMask. Rồi mọi người sẽ copy địa chỉ ví cho mình, sau đó quay trở lại. Rồi sau đó chọn static. Ok, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.